Thì trong quá trình sử dụng, các anh chị có vấn đề gì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại này ạ. Và trên này thì cũng có link đăng nhập luôn ạ. Thì các anh chị có thể lưu vào, thì đôi khi là mình sẽ quên mất. Tên đăng nhập là gì nhỉ? Thì đây là danh sách kia có chứng minh đăng từ đấy. Mật khẩu mặc định của anh chị sẽ là Phú Thọ à? Đúng bình ạ. Đang đang lấy cái này. Anh chị chụp xong cái tờ tài khoản chưa? Tên đăng nhập bên Trần Lan. Đây đây em xem anh ơi. Xem tờ anh ơi. Đây đây em mở nào. Cái thông hóa chỗ nào đây? Đây là chụp cái xong đánh quên. À, mỗi người đều có. Chúng tất cả các xã này là của xã nào thì mình chụp xã đấy thì là tài khoản. Mình chụp luôn ở Hương Hóa đây. Xong rồi về cùng người đến lúc hỏi đến chẳng biết gì nữa thì chết. Các anh chị có máy tính thì các anh chị mở trình duyệt lên ạ. Vào truy cập vào đường link ở dịchvucong.phuthọ.gov.vn ạ. Các anh chị quy truy cập vào đường link này xem có được không ạ? Cho em mượn anh ơi. Sẽ mượn một tí đấy ạ. Tại giao diện này thì các anh chị chọn vào nút đăng nhập ạ.
chị ơi, sang cho em mượn. Tại sao diện đăng nhập này thì các anh chị chú ý là nó sẽ có hai phần đăng nhập đấy ạ. Phần bên trái thì là phần đăng nhập dành cho công dân. Nghĩa là khi mà công dân họ nộp hồ sơ trực tuyến ạ, thì họ sẽ đăng ký tài khoản và họ đăng nhập ở phần bên trái ạ. Đấy là phần công dân doanh nghiệp đăng nhập ạ. Thế còn phần mà dành cho cán bộ cho em mượn anh ơi thì sẽ là phần bên phải. Số mà cán bộ đăng nhập ạ. Thì khi các anh chị đăng nhập, các anh chị nhớ chọn vào cái phần cán bộ đăng nhập này. Bởi vì có nhiều xã là họ đang họ cứ nhập nhận hoài đăng nhập ở cái công dân và sau đấy cứ gọi điện cứ chờ là tại sao lại không đăng nhập được, thì các anh chị chú ý cái chỗ này cho em ạ. Thế em hỏi này, em bên trường thì là đăng nhập như thế nào? Chưa, tức là bây giờ chỉ cấp tài khoản, tức là sau này là các anh chị hỗ trợ thôi. Đúng rồi, tức là sau này các chị cũng làm một cái kênh nữa để mình có thể nắm bắt theo tài khoản của xã thì mỗi xã sẽ có một tài khoản cửa, nghĩa là tài khoản chuyên tiếp nhận các hồ sơ và các cái tài khoản khác là thuộc phòng ban chuyên môn của cấp xã và các tài khoản của các lãnh đạo xã. Thì hiện nay các cái thủ tục hành chính cơ bản của mình thì đang tuân theo cái quy trình nội bộ là 6 bước. Bây giờ các anh chị đã có hết tài khoản chưa ạ? Thế bắt đầu rồi, có rồi, có rồi. Tài khoản ở trong cái danh sách của ông đang chuyển đây. Các anh chị nào thuộc bộ phận cửa thì sẽ đăng nhập bằng tài khoản cửa. Các anh chị nào thuộc phòng ban chuyên môn thì sẽ đăng nhập bằng tài khoản cá nhân của mình. Vâng đúng ạ. Cán bộ nào thuộc bộ phận một cửa thì sẽ đăng nhập bằng tài khoản cửa. Này cái bản phím. Em vừa mới thay xong, tự nhiên nó không điện. Em vào cái OSK đây này, nó lên hiện lên đây này. OSK này chắc chắn nhỉ. Bạn tìm nào đấy? Mày đánh đi. Rồi rồi. Hiện tại là trong tài khoản sẽ có 3 nhóm tài khoản nhé. Nhóm tài khoản một cửa ở bên phải nhé. Vâng ạ. Sau đó thì này. Vâng, cái lần đấy anh chọn cái gì? Chị ơi, đây không phải đâu. Tại đây thì các anh chị sẽ đăng nhập bằng tài khoản của mật khẩu của cái bộ phận này. Đăng nhập thế nào? Đây đang quay. Khi đăng nhập thành công thì các anh chị sẽ nhìn thấy giao diện như ở trên màn hình ạ. Như ở trên màn hình em đang đăng nhập bằng tài khoản một cửa của ủy ban nhân dân xã Sơn Quyền. Được. Toàn chuyên gia làm có được thôi. Các anh chị đã đăng nhập được chưa? Rồi đăng nhập rồi. Dạ vâng. Thì trước khi mà em hướng dẫn các cái bước làm ấy thì em sẽ có qua một chút về cái quy trình ở trên của em này. Đây là các cái cán bộ một cửa sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ. Sau đó thì sẽ chuyển lên lãnh đạo của ủy ban nhân dân xã để phân công xuống phòng ban chuyên môn thực hiện cái hồ sơ này. Sau khi phòng ban chuyên môn họ thực hiện xong thì họ sẽ gửi với lại lãnh đạo với thao tác phê duyệt ạ.
xong thì sẽ chuyển quay lại phòng ban chuyên môn để lưu lại hồ sơ và bàn giao sang tài khoản một cửa. Và tài khoản một cửa sau khi nhận được cái hồ sơ hoàn thiện từ phòng ban chuyên môn thì sẽ tiến hành đánh trả kết quả cho công dân ở trên phần mềm. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn là đối với cái trường hợp là công dân mang hồ sơ giấy đến cho anh chị và anh chị thực hiện tiếp nhận ở trên phần mềm. Dạ. Thì các chị đăng nhập vào tài khoản một cửa đi ạ. Mỗi một xã có một tài khoản một cửa đấy ạ. Thì chỉ có tài khoản một cửa mới có chức năng tiếp nhận hồ sơ ạ. Ngọc nghe cuốn lắm. Em sẽ hướng dẫn các cái bước mà mình tiếp nhận hồ sơ như thế nào ở bên một cửa đấy ạ. Để máy được tốt nhìn. Khi các anh chị đăng nhập vào thì các anh chị sẽ nhìn thấy giao diện như ở trên màn hình đấy ạ. Thì để tiếp nhận hồ sơ, các anh chị sẽ kích vào nút tiếp nhận ở bên phải ạ. Các chị nhìn nút màu xanh tiếp nhận đấy ạ. Các anh chị chú ý là chỉ có cán bộ một cửa mới tiếp nhận được hồ sơ ấy. Sau khi chọn nút tiếp nhận thì giao diện sẽ hiển thị như ở trên màn hình các anh chị đang nhìn thấy đấy ạ. Ở đây sẽ cho phép anh chị chọn lĩnh vực và chọn hồ sơ tương ứng. Ví dụ như ở đây em sẽ chọn là lĩnh vực chứng thực. Đây, lĩnh vực chứng thực là lĩnh vực mà nhiều nhất ở xã mình đang thực hiện đúng không ạ? Sau khi chọn lĩnh vực xong, các anh chị sẽ chọn hồ sơ tương ứng với lĩnh vực này ạ. Giả như trong lĩnh vực chứng thực này đang có rất nhiều các cái thủ tục ở đây. Thì các anh chị xem là các anh chị ở thủ tục nào, các anh chị sẽ chọn thủ tục đó. Như ở đây sẽ chọn luôn cái thủ tục và chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ này. Sao bọn em không có gì nhỉ? Anh có đây gì? Mạng nó chậm em ơi. Chắc mạng của em chậm quá. Các anh chị chú ý là chỉ về khoản một cửa mới thực hiện được thao tác tiếp nhận đấy ạ. Nhờ nhớ các anh chị có sử dụng ở tài khoản của ban chuyên môn hoặc là lãnh đạo xã thì sẽ không tiếp nhận được. Mạng nó chậm. Vì em nằm bấm em nằm. Các anh chị ở một cửa đã làm đến bước này chưa? Rồi. Thì các anh chị chú ý ở đây ạ. Đối với các thủ tục mà chỉ có một quy trình thì phần mềm tự động chuyển sang phần điền thông tin của người dùng. Trong trường hợp các thủ tục mà có từ hai quy trình trở lên thì các anh chị phải thực hiện chọn quy trình. Tại giao diện này các anh chị thực hiện là điền các thông tin của thông tin chủ hồ sơ và thông tin người đi nộp hồ sơ. Các cái trường đánh dấu sao là các trường thông tin các anh chị bắt buộc phải nhập. Bấm ở đây nó không có cái kia. Các anh chị thực hiện điền các thông tin này giúp em ạ. Một cửa có nút ạ. Vâng ạ. Không không đây một cửa có nút chưa có này. Thật lạ anh ạ. Các anh chị chú ý là trường thông tin nào có đánh dấu sao màu đỏ ấy là trường mà các anh chị bắt buộc phải nhập ấy. Và hiện tại là trên phần mềm thì họ sẽ lưu thông tin theo số chứng minh nhân dân.
thì nếu như mà các anh chị tiếp nhận mẫu công dân một lần rồi thì lần sau các anh chị gõ lại chứng minh nhân dân này cơ thì nó sẽ ra thông tin của người đấy luôn, không phải nhập lại nữa. Tôi thấy chỗ lĩnh vực này cũng chậm lắm, không có cái gì chống. Vâng, chị vào tạm xã bên cạnh. Đây sẽ bên cạnh đang có đấy. Vâng, chị vào tạm xã này thì có đây lên. Chị em không lại quyền nữa. Thiếu phân quyền nó thiếu không? Phân quyền thiếu không? Chị vào tạm cái tài khoản bên này nhé. Vâng, anh có hút xong báo lại em. Em báo lại tỉnh là cấp lại cái phân quyền. Nên đây là chắc là phân quyền sai, là đang phân quyền nhập sang các phòng ban. Thế báo xã báo lại. Không, được rồi, trong báo lại cho em phòng ban. Đây chị xem tạm bên chỗ anh Dũng, anh Thắng làm cho gì đậu à? Anh Hưng Hóa. Hưng Hóa hả? Vâng ạ. Vào tạm tài khoản. Các chị cố gắng làm mình giữ sự tự nhiên. Nếu như mà có thắc mắc thì có thể sơ tay vào thế luôn ạ. Mình sẽ trao đổi qua cái để hướng dẫn cho nó đúng luôn, nó đủ quy trình ạ. Bây giờ các chị nhìn ở chỗ thành phần hồ sơ này. Các cái thành phần hồ sơ ở bên trên số mà có ô vuông này để các chị thích, các chị nhận hồ sơ nào các chị thích vào đây. Đây là các cái hồ sơ bắt buộc trong một cái thủ tục hành chính mà bên em đã làm thủ tục văn bản của bên Ủy ban tỉnh rồi. Ngoài ra nếu như các anh chị có nhận thêm giấy tờ nào, các chị xuống bên dưới nhé. Và cái ô vuông này các chị gõ, ví dụ là thường mình sẽ nhận thêm là cái chứng minh thư đúng không ạ? Các chị có thể gõ vào đây và nhận thêm các giấy tờ là chứng minh thư. Chưa? Các cái giấy tờ khác này chị cũng sẽ điền tiếp tục xuống dưới này. Cái này chọn cái gì? Cái này. Đây là chứng thực bản sao. Đây là. Sau khi điền đầy đủ các cái thông tin này rồi, các anh chị có phần nút tiếp nhận màu xanh ở bên dưới này. Ở góc bên cùng, dưới cùng bên trái này, nút tiếp nhận. Chưa nhập cái gì đấy, chưa nhập. Sau khi các anh chị bấm nút tiếp nhận thì giao diện sẽ hiển thị như trên màn hình ạ. Các anh chị có thể chưa ạ? Rồi. Vâng, các anh chị chú ý là ở bên trên này, chỗ màn thông báo để vừa tiếp nhận một hồ sơ này, các anh chị nhìn. Nghĩa là sau này các cái hồ sơ mà các anh chị cần xử lý nó sẽ hiển thị hết ở đây. Ví dụ như là ở một cửa thì sẽ thực hiện thao tác là tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ. Thì khi mà có hồ sơ cần trả ở đây thì nó sẽ hiển thị đây là trả kết quả bao nhiêu hồ sơ ở đây. Thì cũng sẽ rất là tiện cho anh chị theo dõi. Dạ, tại đây thì các anh chị sẽ có in phiếu ạ, in phiếu tiếp nhận. Vì bình thường bây giờ là các anh chị tiếp nhận hồ sơ là các anh chị phải đưa cho công dân một cái phiếu tiếp nhận đúng không ạ? Hẹn trả kết quả để họ cầm cái tờ giấy đấy. Thì khi mà để trả kết quả thì họ sẽ mang đến đúng không ạ? Thì ở đây, cái nút in phiếu tiếp nhận này, các chị in phiếu tiếp nhận ở đây. Đây ạ, nó sẽ hiển thị các cái thông tin này. Tối về gửi cho video dẫn lên cho mình xem. Các anh chị kích thử vào cái phim tiêu màn hình rồi. Tiếp nhận. Ngoài ra thì phần mềm cung cấp các cái mẫu phiếu khác theo. Đây ạ, các anh chị bấm vào nút in phiếu ở bên cạnh ạ. Nó sẽ có là cái phiếu khảo sát. Thì như bây giờ đúng không, các anh chị cũng phải có cái phiếu khảo sát này đúng không ạ? Để trong quá trình như kiểm tra chất lượng gì đấy đúng không? Các anh chị phải in cả phiếu khảo sát và phiếu giao nhận nữa. Nghĩa là mình chuyển hồ sơ cho bên phòng 301 thì mình sẽ phải in cái phiếu giao nhận này. Thì các anh chị có thể in luôn từ đây. Để phiếu khảo sát và phiếu giao nhận. Sau khi các anh chị in hết các cái phiếu này rồi thì các anh chị sẽ chọn cán bộ để chuyển hồ sơ. Ở đây ạ, các anh chị chú ý để chọn cán bộ cần chuyển hồ sơ đến. Dạ, ở đây thì ở đây đang có là một chủ tịch và ba phó chủ tịch của xã Dân Quyền. Thì là theo đúng cái các mức nhiệm vụ của mình ấy, thì là sau khi một cửa tiếp nhận thì sẽ chuyển lên lãnh đạo để lãnh đạo phân công xuống phòng ban chuyên môn. Dạ. Thế đây, các anh chị sẽ chọn là chuyển cho chủ tịch hay phó chủ tịch, các anh chị sẽ kích chọn vào người này. Là ví dụ ở đây sẽ chuyển cho chủ tịch.
kích tròn vào đây. Các chị nhìn thấy cái dấu tích màu đen này thì là đã tích được rồi. Sau đó thì bấm vào nút màu vàng chuyển bước kế tiếp. Thì hồ sơ này sẽ được chuyển sang tài khoản chủ tịch ạ. Nhanh quá. Thế bây giờ các anh chị đã chọn đến đăng điền đầy đủ thông tin và có nút tiếp nhận chưa? Được rồi đấy. Thì tại cái tiếp nhận nhỉ, thì các anh chị sẽ phải in các cái phiếu. Các anh chị nhìn thấy cái in phiếu tiếp nhận chưa? Đầu tiên là các anh chị phải in phiếu tiếp nhận trước. Ý phiếu tiếp nhận này là cái bắt buộc các anh chị phải ghi vào rồi đưa cho công dân để công dân giữ cái phiếu tiếp nhận này. Chẳng này chẳng này chẳng. Các anh chị nhìn thấy cái chỗ ý phiếu tiếp nhận chưa? Chưa đến phần đấy. In tận được các cái loại phiếu rồi ạ. Em nhớ em lần trước là có lên thì sao họ và có ghi để kiểm tra cái lúc rửa ạ. Thì hiện tại là các anh chị đang phải in cái phiếu tiếp nhận, sau đấy là in cái phiếu khảo sát, và bước tiếp theo đấy là in cái phiếu giao nhận giữa một cửa và phòng ban chuyên môn. Thì các anh chị chú ý là đến cái lúc này các anh chị in đầy đủ các cái phiếu giúp em ạ. Sau khi in phiếu xong, các anh chị chọn cán bộ, chọn cán bộ để chuyển hồ sơ. Được chưa? Các anh chị nhìn thấy chỗ mà chọn cán bộ cần chuyển hồ sơ không ạ? Đấy là để em làm lại nhé, xong để sơ hợp đây ạ. Để em tiếp nhận lại hồ sơ để... Cái nào mà chuyển hồ sơ cho cán bộ thì đối diện. Của chủ tịch. Và lúc này các anh chị nhìn ở trên màn hình ấy, là các anh chị sẽ không nhìn thấy cái vừa tiếp nhận nữa. Và đây còn một hồ sơ tiếp nhận là vì lúc nãy em chưa chuyển nhỉ. Em còn một hồ sơ này không? Và các anh chị mà sau khi chuyển xong thì các anh chị nhìn ở trên màn hình ấy, nó sẽ không còn cái chữ vừa tiếp nhận nữa. Chuyển đâu nhỉ? Thôi. Và các anh chị nhớ là mình chuyển cho cán bộ nào nhé, mình chuyển cho lãnh đạo nào để tí nữa mình sẽ vào cái tài khoản lãnh đạo đấy luôn, để mình thực hiện cái bước tiếp theo. Và sau khi mà mình thực hiện đấy thì mình có thể về xã thì mình có thể hướng dẫn lại. Như vừa rồi là em đang chuyển cái hồ sơ này cho lãnh đạo là Đào Tiến Ngược, là chủ tịch của ủy ban dân quyền, xã dân quyền. Thì bây giờ lãnh đạo sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình và sẽ nhìn thấy cái hồ sơ này để thực hiện phân công cho phòng ban chuyên môn. Các anh chị đăng nhập vào tài khoản lãnh đạo mình vừa chuyển đấy ạ. Thì là như vừa rồi ấy, là các anh chị đã kết thúc cái thao tác tiếp nhận của bộ phận một cửa đấy ạ. Thì các anh chị một cửa, các anh chị sẽ quan tâm đến cái thao tác tiếp nhận này. Và sau khi chuyển hồ sơ sang bên lãnh đạo thì các anh chị đã xong cái công việc của bên cửa. Dạ. Tiếp theo sẽ là công việc của bên lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ấy. Họ sẽ, các lãnh đạo sẽ phải đăng nhập vào và công tông cái hồ sơ này cho phòng ban chuyên môn. Thì em sẽ để một cái thao tác của lãnh đạo ở trên này. Lúc nãy em có là chuyển cho anh Lực đang tiến trục của Lê Nguyên Quyền đúng không? Đây ạ. Như vừa rồi thì em đã chuyển cái hồ sơ sang bên của anh Lực. Thì khi anh Lực vào đây ạ, các anh chị chú ý ở trên cái góc bên phải màn hình ấy, nó sẽ có hiện là phân công. Và cái số màu đỏ là số hồ sơ mà lãnh đạo cần phân công. Đấy, chắc là bên dân quyền cũng đang nhập mấy hồ sơ đúng không ạ? Thì hiện tại đang hiện là 3. Thì khi lãnh đạo vào đây sẽ kích chuột vào chữ phân công này. Lãnh đạo kích chuột vào chữ phân công này ạ.
Sau đó các anh chị lăn chuột xuống bên dưới thì các anh chị sẽ nhìn thấy danh sách hồ sơ ở đây ạ. Lăn chuột xuống bên dưới rồi kích vào chữ phân công này, sau đó thì lăn chuột xuống bên dưới thì các anh chị sẽ nhìn thấy danh sách các cái hồ sơ mà cần xử lý ở đây. Trên này đang hiển thị là 3 hồ sơ cần phân công đúng không ạ? Thì lăn xuống đây sẽ đầy đủ 3 cái danh sách cái hồ sơ này. Để xử lý hồ sơ thì các anh kích chuột bằng cái số hồ sơ. Đây, cái chữ đầu chữ màu xanh này, cái số hồ sơ kích chuột vào đây. Đó. Sau khi kích chuột thì anh sẽ nhìn thấy giao diện trên màn hình. Anh chị thử tháo giao diện xem có được không ạ? Nếu không mắc thì sẽ thu ngay lên trên để hỗ trợ. Dạ vâng, công việc của mình chia rõ ràng như thế. Một cửa tiếp nhận chuyển sang lãnh đạo, lãnh đạo phân công xuống phòng ban chuyên môn, phòng ban chuyên môn thụ lý hồ sơ đấy xong sẽ gửi quay lại lãnh đạo để ký duyệt. Sau khi lãnh đạo ký duyệt xong sẽ chuyển quay lại phòng ban chuyên môn để lưu và bàn giao hồ sơ này sang bên một cửa. Dạ, khi mà bên phòng ban chuyên môn chuyển hồ sơ sang một cửa thì lúc này một cửa mới nhìn thấy cái hồ sơ này để trả kết quả cho công dân. Đó, nó theo đúng cái trình tự thực tế các anh chị đang làm đấy ạ. Các anh chị kích vào số hồ sơ có thấy ra giao diện như trên hình không ạ? Có. Tại đây ạ, lãnh đạo sẽ thực hiện là giao xuống phòng ban chuyên môn là thực hiện. Nếu như lãnh đạo có ý kiến xử lý thì sẽ nhập vào ý kiến ở đây ạ. Nhập ký ý kiến vào ô này. Và ô này là không bắt buộc, nếu như lãnh đạo có ý kiến chỉ đạo thêm thì nhập vào đây. Nếu không thì cũng có thể là không nhập. Và cái quan trọng nhất ở đây ạ là sẽ là chuyển chọn cán bộ để chuyển hồ sơ đến đấy ạ. Thì cái hồ sơ thuộc lĩnh vực nào thì lãnh đạo xã sẽ chuyển vào ban chuyên môn đấy. Ở đây, ví dụ em chuyển cho anh Lã Văn Toàn. Đây, chị sẽ kích vào đây. Thì hồ sơ này sẽ được chuyển cho anh Lã Văn Toàn. Và anh Lã Văn Toàn là người phải thụ lý cái hồ sơ này, để thực hiện hồ sơ này. Thao tác thứ tự, thì chị sẽ chọn ai thế, chị kích chuột vào nào đấy. Cả thấy có dấu tích màu đen ở bên ngoài này, để chọn được rồi. Sau đó thì sẽ chọn là chuyển bước kế tiếp. Để các thao tác chuyển hồ sơ thì sẽ tương tự nhau đấy. Chọn cán bộ, sau đó thì bấm chuyển bước kế tiếp. Dạ, các anh chị để chọn cán bộ đấy. Sau đấy thì bấm chuyển bước kế tiếp. Các anh chị nhớ là mình chuyển cho cán bộ nào nhé, để sau đấy mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của cán bộ đấy để thực hiện cái bước tiếp theo luôn. Dạ, anh chị thử chọn xem có chọn được cán bộ không? Dạ vâng, sau đấy thì anh chị chọn chuyển bước kế tiếp. Xác nhận thao tác nhỉ? Vâng. Xong thì các anh chị nhìn ở chỗ phân công này nó sẽ không còn nữa. Và như ở dân quyền này em đã chuyển hồ sơ đi rồi thì ở đây nó chỉ còn 2 hồ sơ nữa thôi. Dạ. Thì lúc này các anh chị sẽ đăng nhập vào tài khoản của cán bộ các anh chị vừa chuyển nhé. Thì sẽ nhìn thấy hồ sơ mà cần thụ lý. Thì đấy sẽ là thao tác của phòng ban chuyên môn. Nên là khi có hồ sơ chuyển vào, các anh chị đăng nhập vào, các anh chị sẽ nhìn thấy là thụ lý bao nhiêu hồ sơ đấy, hoặc là bàn giao bao nhiêu hồ sơ. Bây giờ các anh chị đăng nhập vào tài khoản cán bộ chuyên môn vừa rồi nhé. Thank you.
khi mà cán bộ đăng nhập vào thì tương tự các cái thông báo sẽ hiển thị ở bên trên đúng không, bên phải đây, ví dụ là thẩm định pháp lý ba hồ sơ, nghĩa là cán bộ này đang có ba hồ sơ cần thẩm định, dạ. Đấy, các anh chị thử đăng nhập vào xem có nhìn thấy cái hồ sơ mình vừa chuyển không? Có, có. Và thao tác sẽ tương tự, các anh chị sẽ kích chuột vào thẩm định pháp lý. Thì cái danh sách hồ sơ sẽ hiển thị ở bên dưới như này. Anh chị thử kích chuột vào xem có nhìn thấy hồ sơ ở bên dưới không? Có. Cái này là nằm trong cái mục cửa hay là cái này là cái người gửi đến thụ lý. Bây giờ. Được chưa? Các anh chị nhìn thấy hồ sơ này không? Cái này là cái văn mục cửa này. Cái này là của lãnh đạo này. Cái này là của người thụ lý này. Sẽ kích chuột vào số hồ sơ này. Đây này, cái này là vẫn là mục cửa nhá. Cái này đến hồ sơ cá nhân của mình, chủ tịch. Và sang đây, ở trên đấy là các anh chị đã tiếp nhận cái hồ sơ này. Cái này là đăng ký tài khoản. Và sau khi nào các anh chị đã thẩm định xong, làm xong cái hồ sơ này rồi, thì các anh chị sẽ vào đây. Và có ý kiến này, ở đây cái bước tiếp theo là mình sẽ trình lãnh đạo ký. Thì mình sẽ có nhập ý kiến vào đây, nếu như có. Sau đó sẽ chọn cái lãnh đạo để mình chuyển quay lại cho lãnh đạo. Xong tích vào ấy thì cái chỗ mà người thụ lý ấy là cái tích vào cái hồ sơ đây thế nào? Em chỉ sẽ tích vào thẩm định pháp lý được chưa? Để nhìn danh sách hồ sơ. Dạ. Sau đấy thì tích vào cái hồ sơ. Rồi. Bây giờ sẽ chuyển cho lãnh đạo ký duyệt. Được chưa? Thì ý kiến cán bộ nếu như anh chị có, các anh chị có thể điền vào đây. Nếu như không thì có thể bỏ qua, được chưa? Sau đó sẽ chọn cán bộ chuyển quay lại cho lãnh đạo. Và bấm chuyển bước kế tiếp. Thao tác tương tự như vừa rồi. Chào lãnh đạo. Được chưa? Chuyển bước kế tiếp. Rồi, được rồi. Sau khi các anh chị chuyển xong thì anh chị sẽ nhìn thấy là hồ sơ nó sẽ mất ở đây. Được chưa? Thì lúc này quay lại tài khoản lãnh đạo, bây giờ lãnh đạo sẽ thực hiện thao tác và quy duyệt. Thì các anh chị chú ý là ở trên phần mềm mình sẽ chuyển hồ sơ cho lãnh đạo quy duyệt, nhưng ở đây hiện tại là phần mềm có cho phép là ký số đấy, nghĩa là sẽ trong thời gian tới thôi là sẽ tích hợp cái ký số ở trên này, thì nghĩa là các anh chị có thể tới lãnh đạo sẽ ký ở trên này luôn, nhưng hiện tại chưa triển khai. Thì là bây giờ có thể là các anh chị đã thấy là nó hơi lòng vòng đúng không, nhưng sẽ phức tạp hơn cái này thì là chuyển số giấy kia. Sau khi chuyển lãnh đạo ký duyệt thì sẽ lãnh đạo sẽ chuyển quay lại phòng ban chuyên môn để phòng ban chuyên môn thu cái hồ sơ này lại và chuyển sang bên mục cửa. Được chưa? Bây giờ các anh chị đăng nhập vào tài khoản lãnh đạo nhỉ? Đây phần mềm, đúng rồi ạ.
Vâng, có cái gì mà cơ sở vật chất phải được như nào thì cái này thì phải báo cáo lãnh đạo huyện. Là nếu như đúng các anh chị phải scan toàn bộ các cái giấy tờ các anh chị nhận của công dân, sau đó thì chọn để đính kèm lên phần mềm. Máy scan sắp tới máy móc bây giờ. Và hiện tại mình đang hướng đến là cái mình theo dõi các cái hồ sơ này và cho phép là công dân gửi các cái hồ sơ đạt mức độ 3 và mức độ 4. Khi họ gửi qua cái hồ qua môi trường mạng ấy, mình sẽ tiếp nhận online. Thì cái trường hợp đấy thì nó đã đính, công dân đã đính kèm các cái giấy tờ đi cùng rồi. Các chị nhìn thấy thì nên sẽ mô tả cái hồ sơ online của công dân. Vâng đúng rồi ạ, kèm từ lúc một cửa đấy ạ. Thì cái hồ sơ này nó quay từ lúc một cửa đi làm vào bây giờ thì công vẫn làm đây đúng không? Nếu mà kèm vào lúc một cửa rồi. Đương nhiên nó phải đi theo cái hồ sơ này chứ. Vâng đúng rồi. Ở đây ạ. À không, lãnh đạo không kèm ạ. Anh chị ở đây sẽ chọn cán bộ xong đấy ngẩn cái bước chuyển bước kế tiếp ạ, để chuyển sang phòng ban chuyên môn ạ. Bởi vì hiện tại là các xã sẽ có hai hướng xử lý ạ. Bởi vì có một số xã là cái chưa đầu tư được cái máy scan ạ. Thì các anh chị sẽ chỉ điền thông tin giấy tờ thôi, mình quản lý trên cái tên thôi, chưa quản lý theo cái file đấy. Nhưng mà về tới đây thì là sẽ yêu cầu tất cả các anh chị scan lên. Nên là khi mà các xã đã trang bị được máy scan. Chưa có hồ sơ thì khi mà nhận hồ sơ thì mình cái chị sẽ điền tên nhỉ? Thì chỉ điền tên thôi. Vâng đúng rồi, các anh như vừa rồi bấm tay đi chuyển cho lãnh đạo luôn. Ơ chủ phần mềm thấy bao giờ sẽ được à? Không, trên phần mềm bay có thể chuyển đúng ạ. Bởi vì khi mà công dân họ trang một cái hồ sơ của họ thì họ sẽ nhìn thấy là hồ sơ của họ đến đâu rồi. Và chúng ta ở đây là đang phải từng bước hoàn thiện nhỉ? Một lúc thì chắc là chưa thể, nhưng mà chúng ta phải từng bước thôi. Vì cái quy trình nội bộ này theo đúng văn bản của ủy ban tỉnh rồi. Các chị bắt buộc phải thực hiện đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Lãnh đạo sẽ kích vào cái hồ sơ này. Các chị vừa chuyển thao tác sẽ tương tự là các chị sẽ chọn cán bộ và bấm chuyển bước kế tiếp. Cái lúc này sang phòng ban chuyên môn, các chị sẽ nhìn thấy cái lưu và bàn giao. Bây giờ các anh chị chuyển sang rồi, các chị đăng nhập vào tài khoản chuyên môn nhỉ? Thì các chị sẽ nhìn thấy cái hồ sơ lưu và bàn giao. Tài khoản chuyên môn là tài khoản nào nhỉ? Đó là tài khoản chuyên môn đâu? Cái tài khoản chuyên môn là tài khoản nào, một cửa đấy à? Chính là một cửa đấy thế. Tài khoản chuyên môn sẽ là tài khoản cá nhân các anh chị đang nhìn thấy nhỉ? Tài khoản một cửa thì chỉ có một tài khoản thôi ạ. Các anh chị nhìn thấy cái lưu và bàn giao ở đây. Đây là số hồ sơ mà các anh chị cần chuyển sang một cửa để trả kết quả. Được chưa? Các anh chị click vào lưu và bàn giao ạ. Bây giờ các anh chị sẽ thực hiện các phải chuyển hồ sơ này sang một cửa. Tương tự các anh chị cũng sẽ kích vào cái lưu và bàn giao ở bên trên ạ. Sau đó thì kích vào số hồ sơ ở bên dưới. Kích vào số hồ sơ ở bên dưới này ạ. Anh chị đang nhầm nhìn thấy không ạ? Thao tác sẽ kích cửa, anh chị sẽ kích cửa số hồ sơ. Vâng, anh chị có chưa thực hiện được thì anh chị phải nói ạ. Để em sẽ chậm lại ạ. Tránh là mình trao đổi ngang anh chị nhé. Bây giờ em đang hướng dẫn theo đúng một quy trình nữa. Sau khi em hướng dẫn xong các anh chị mà mọi thắc mắc của anh chị em sẽ giải đáp luôn, đúng không ạ? Thì các anh chị cố gắng là mình sẽ theo cái quy trình của em trước. Sau đấy thì cái mọi thắc mắc của anh chị em sẽ giải đáp ngay sau khi mà mình hoàn tất cái quy trình này. Chưa? Bây giờ các anh chị chọn hồ sơ đi ạ. Để chuyển bước kế tiếp là mình sẽ chuyển sang bên một cửa để một cửa thực hiện thao tác trả kết quả. Chuyển hồ sơ.
Sao đây nó có cái hồ sơ đến hạn nhỉ? Hồ sơ đến hạn là 2, không có cái... Một cái nhỉ? Tôi sợ. Tích nhầm chị đến đây nữa. Các chị chọn một cán bộ đi ạ. Đây chuyển sang một cửa. Và chuyển bước kế tiếp. Thì lúc này cái hồ sơ sẽ chuyển sang bên một cửa. Sau khi các anh chị chuyển sang, các anh chị sẽ đăng nhập vào tài khoản một cửa. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái hồ sơ cần trả cái khoản này cả. Đến cho cái hồ sơ kia chuyên môn, đến hồ sơ chuyên môn là có Hồng Ngọc, xong mới vào một cửa. Đây lưu và bàn giao, lưu và bàn giao này, tích hồ sơ này. Và đến đây ạ, sau khi mà một cửa thực hiện nhìn thấy hồ sơ trả kết quả này, em sẽ tích vào cái chỗ trả kết quả này, đúng không ạ? Xuống ở dưới này sẽ nhìn thấy cái hồ sơ ở đây ạ. Ở đây các anh chị tích cái tích vào cái ô vuông này ạ. Okay. Sau đó này áp file kết quả. Xong rồi sau đến một cửa. Được chưa? Nhưng lúc này anh chị phải scan cái phiếu trả kết quả đấy. Nghĩa là khi hồ sơ hoàn thiện rồi, anh chị có phiếu trả kết quả cho công dân đúng không ạ? Thì anh chị phải scan cái phiếu trả kết quả này và chọn cái file này mình kèm lên đây. Được chưa? Sau đó thì mới bấm. Sau khi mà các anh chị áp cái file lên, các anh chị thử áp file ạ. Chọn một file được. Được, tích vào ô vuông này và chọn áp file kết quả này. Hiện tại thì cấp xã là chưa bắt buộc cái thao tác mà các anh chị phải áp file kết quả này, nhưng mà hiện tại là ở Ủy ban Nhân dân huyện và ở bên hành chính công của tỉnh là bắt buộc anh chị phải scan cái file kết quả lên, dính kèm lên thì các anh chị mới trả kết quả được. Đây ạ, tích vào cái ô vuông cái hồ sơ mà trả kết quả này, đúng chưa? Sau đó bấm áp file kết quả. Máy thế nó ổn rồi, máy thế. Được chưa? Máy làm. Ở đây các anh chị sẽ chọn cái file mà các anh chị vừa scan lên, cái file mà cái phiếu trả kết quả cho công dân ấy, anh chị phải đính kèm lên đây. Hiện tại thì đối với các xã mà chưa có máy scan ấy, thì ở phần mềm là chưa bắt buộc cái thao tác này, thì anh chị có thể bỏ qua. Nếu như mà mình chưa có máy scan thì scan cái file này lên. Được chưa? Sau khi mà áp xong rồi ấy, các anh chị sẽ tích vào cái số hồ sơ này, tích chuẩn vào số hồ sơ. Đăng nhập mấy tài khoản để nó phải mấy người đây, đây là mình một mình đóng vai mấy người liền, phải đăng nhập đây, đây là
này đúng không? Làm đợi một tí đi em. Tí cho nó xong cái này đã đăng rồi anh em. Đây tối em vào cái bên tháng 77 này. Đấy, trong này đưa rất nhiều cái lên cái hướng dẫn này nhé, về ông xem đấy, tìm đấy, đi tìm một này nó sẽ có. Đây là gì đấy? Nguyễn Văn Thắng. Đây cái thứ hai video này này. Hai video là tập huấn của cái này này. Sau khi áp vào kết quả, các anh chị kích vào số hồ sơ, sau đó sẽ nhìn thấy cái nút trả kết quả ở đây, các anh chị bấm trả kết quả. Sau khi trả kết quả thành công thì hồ sơ này mới xong một cái quy trình của nó. Rất là nhẹ. Trả kết quả. Đã xong. Vừa rồi là em đang hướng dẫn toàn bộ cái quy trình mà các anh chị là công dân mang hồ sơ tới đến và các anh chị tiếp nhận lại ở trên phần mềm. Thì cái quy trình vừa rồi các anh chị có thắc mắc gì không ạ? So với cái thực tế mà anh chị đang sử dụng ạ? Các anh chị có thắc mắc gì không ạ? Các anh chị có gì thắc mắc có thể trao đổi luôn đấy, sẽ giải đáp luôn ạ.